13 bài tập dành cho bệnh nhân bị thoái hóa các vị địa điểm vùng lưng dưới. Bộ bài tập giúp cho người khỏe mạnh rèn luyện vùng cơ lưng dẻo dai, giúp cho người bị thoái hóa các vị địa điểm giảm đau nhanh chóng. Trước khi vào bài tập, Amona xin có một lưu ý nhỏ đến các bạn. Những bệnh nhân bị đau lưng cấp, người già bị loãng xương, những bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật và người có tiền sử đau thần kinh tọa không nên thực hiện động tác này. Ngay sau đây các bạn hãy cùng Amona thực hiện bài tập có tên cái eke. Tư thế chuẩn bị: nằm thẳng trên sàn, chân duỗi thẳng, hai tay để dốc song song với chiều dài của thân, hít thở điều hòa. Thực hiện động tác duỗi thẳng bàn chân và các ngón chân, từ từ đưa chân lên sao cho tạo với cả mặt sàn một góc khoảng 45 độ. Nín thở, giữ nguyên tư thế trong vòng 5 giây, từ từ hạ chân xuống sàn. Hít thở điều hòa khoảng 5 giây rồi thực hiện động tác lại 5 lần. Sau đây mình xin thực hiện lại động tác. Các bạn chú ý khi đưa hai chân lên cao nhưng không làm xoay bặm các bộ phận khác của cơ thể. Động tác được thực hiện từ từ, chậm rãi. Như vậy, Amona vừa chia sẻ với các bạn bài tập thứ 3 trong bộ 13 bài tập dành cho người bị thoái hóa các vị địa điểm vùng lưng dưới. Để xem thêm nhiều bài tập, các bạn truy cập website www.amcotnam.com. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe. Hẹn